What's up? Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục theo cái chương trình đó là Boss Test Everything. Mình sẽ cùng mua những cái sản phẩm ở trên Shopee hoặc Lazada, hoặc là bất kỳ các cái trang bán hàng trực tuyến nào. Nếu mà các bạn muốn mình test cái sản phẩm nào hoặc là muốn đặt mua xem thử thì các bạn có thể để lại comment phía bên dưới nhé. Thì hôm nay mình sẽ cùng tiếp cái series đó là mình mua những sản phẩm mà dưới 100 ngàn từ Shopee để về xem thử như thế nào. Thì ở đây mình đang có mua tới 4 cái sản phẩm mà giá chỉ có hơn 200 ngàn thôi. Thì mỗi sản phẩm trong này chỉ chưa đến 200 ngàn đâu, chưa đến 100 ngàn nữa. Nó rất là rẻ đó. Thì của cái hộp đồ của nó cũng khá là to, mình mua 4 món. Thì bây giờ mình sẽ cùng khui hộp để review các sản phẩm ở trong này nhé. Ok. Như các bạn đã thấy là mình đã có đặt trước để kiểm tra xem thử là có đúng đủ sản phẩm không rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở thêm một lần nữa cho các bạn coi. Tại vì cái thằng Shopee hay là Lazada này nó ship hàng cũng không tin tưởng lắm. Tại nhiều shop có khi là đưa sai hàng hoặc là đưa thiếu sản phẩm. Cho nên là mình phải kiểm tra trước. Đó. Ở phía trong hộp thì chúng ta sẽ có những món gì đây? Hộp bự này. Ây chà, to nhất đây. Ồ, đây chính là cái con cá mập. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe Bluetooth. Và đây là một chiếc loa Bluetooth luôn. Ở trong này chúng ta sẽ còn có một cái máy nghe nhạc MP3 đấy. Và một chiếc mic thu âm. Hết rồi. Rồi, và chúng ta sẽ xem thử coi là trong hộp chỉ có những cái gì nhé. Ok, tôi có mic này, có loa Bluetooth này, máy nghe nhạc, cái bộ đồ chơi con cá mập và một cái loa Bluetooth này nữa. Đó là tất cả những cái sản phẩm ở trong mình đặt mua lần này ở Shopee. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào từng cái sản phẩm một nhé. Các bạn thích đi sản phẩm nào trước nhỉ? Mình sẽ vào cái loa Bluetooth nhé. Ok, đây chính là cái loa Bluetooth mình đặt ở trên Shopee. Thì giá của nó là đâu đó khoảng tầm 30 mấy đến 50 mấy ngàn thôi, rất là rẻ. Mình đặt thì nó hình như nó tặng luôn cho mình cả cái máy nghe nhạc 13 nữa. Đó, khui hộp luôn. Thì cái hộp của nó thì cũng cấu hình rất là đơn giản thôi. Có chữ Music này không biết là cái hãng hay là cái tên. Mini speaker. Và tất nhiên là cái này nó sẽ có thương hiệu của Trung Quốc rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số các cái dòng thông tin ở trên hộp đây, không biết là có thật không. Thì ta sẽ có cái thời gian sử dụng là lên tới 5 tiếng. Đây là kích thước, công suất của nó là khoảng 3W. Pin khoảng 520mAh. Lại nhỏ thôi. Cái loa này khá là nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Xíu. Chúng ta sẽ không còn gì hết ngoài một cái cáp sạc. Chắc này là cáp sạc rồi. Dùng chuẩn micro USB chứ không phải là chuẩn Type-C. Ở đây chúng ta sẽ có một cái loa Bluetooth như thế này. Để mình quay lại gần cho các bạn nhìn rõ hơn. Thì cái loa Bluetooth này thì nó sẽ có các cái nút. Ở đây hình như là nút tăng giảm âm lượng hay sao đấy. Nắp bài. Đây sẽ on off. Hình như là nút on off. Đây. Đây là sẽ là cổng sạc USB. Ở đây là sẽ là khe nhét thẻ nhớ. Còn cái cổng USB này hình như là để kết nối với lại điện thoại hay sao đấy. Để mình xem thử như thế nào. Rồi, sau khi mình gạt lên thì tiếng cũng khá là to. Đó, đèn nó cũng đã nhấp nháy rồi đây. Đèn LED cũng khá là vi diệu đấy nhé. LED nháy 7 màu luôn. Tuy nhiên thì LED nó chỉ có một bên thôi. Còn đằng sau này thì lại không có LED. Nó cũng vẫn tỏa ra nhưng mà bên này sẽ chói hơn bên kia rất là nhiều. Mình sẽ dùng điện thoại để kết nối. Ở đây mình đang có chiếc Zenfone Max Pro M1 mình mới đặt mua bên Shopee. Nếu mà các bạn nào muốn xem review thì có thể xem lại ở bên video cũ mình có đăng. Rồi bây giờ mình sẽ mở Bluetooth lên và Bluetooth tìm kiếm xem nào. Đấy, sau khi mình đã nhấp vào cái dòng chữ Add New Device thì nó sẽ có thêm cái THS1 S10U. Không biết là có phải cái này không. Mình nhấp vào.
Ampere. Tại vì cái ngày nghe tên cũng khá là lạ. À đúng rồi, ở đây nó đã có tiếng tính tinh này, có nghĩa là kết nối thành công rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cùng mở một đoạn nhạc xem sao nhé. Mình rất là hay nghe nhạc NCS. Cho nên mình sẽ cùng mở cái đoạn nhạc quẩy đi. Biscuit. Rồi chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nữa. Hình như là tiếng hơi nhỏ đấy, mình tăng âm lượng lên. Đẹp, nhảy khá là đẹp. Cái nhạc của con này nghe nó không được rõ ràng lắm, tức là không có rõ ràng âm chát, âm chép hay là âm bát. Bát cũng khá yếu nữa. À, cái nút này chính là nút neck bài. Này là hình như là hết cỡ rồi đó. Mình phải tạm thời tắt đi thôi, tại vì cái tiếng của nó nghe khá là chói, với lại cái âm bát của nó cũng không được to lắm, chỉ là thiên về âm chép mà thôi, và cái tiếng của nó cũng không có rõ ràng từng âm một. Mình nghe cứ như là tất cả cái nhạc nó quyện vào nhau vậy, không có rõ ràng chút nào hết. Nói chung thì với tầm giá khoảng dưới 100 ngàn thì mua cái loa Bluetooth này nghe về nghe cho vui thôi, chứ còn mà để nghe nhạc hay hay hưởng thụ nhạc hay thì có lẽ là không nên đó. Còn cái thời lượng pin thì mình cũng chưa biết được. Ngoài ra thì chúng ta có thể xem được ở trên này nó có một cái màn này, xung quanh này được làm bằng nhựa trong khá là đơn giản, ở dưới thì nó chỉ có một cái lớp giống như lớp xốp để chống giữ rung thôi, chống giữ rung khi mà di chuyển, khi mà bật nhạc á. Mình đánh giá thì cái này nó cũng chỉ tạm được thôi, chứ còn với cái giá tiền như vậy là ok rồi, có một cái loa Bluetooth chung là để tăng cho âm lượng nó to lên thôi, chứ còn nghe thì cũng không hay lắm. Có thể các bạn nghe bằng loa của điện thoại thì có thể ngon hơn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ sang sản phẩm tiếp theo, đó là một chiếc tai nghe Bluetooth. Khá là nhỏ gọn, cái này chỉ có, nó chỉ có một bên tai thôi nha các bạn, chứ không phải là hai bên tai. Để mình xem cách mở như thế nào. Đó, mở đít ra. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái khay nhựa nữa, khá là chắc chắn. Nói chung là bọc nhựa thì là ngon rồi. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái dây cáp sạc, cũng dùng cổng USB micro USB luôn. Ở trong sản phẩm sẽ được đóng gói trong một cái hộp nhựa thế này, rất là chắc chắn, nhựa cứng, nên các bạn yên tâm là nó sẽ không bị móp hay là rời vỡ. Rồi chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về chiếc tai nghe này, thì nó phải nói là tương đối bé, nó nhỏ xíu à, chắc khoảng tầm một ngón tay thôi. Đây các bạn nhìn đây, rất là nhỏ. Cái này có thể rất là tiện lợi nếu như mà các bạn đang đi ngoài đường hoặc là các bạn đang lái xe đó, thì có thể. Mình sẽ đi sơ qua cái thiết kế của con tai nghe này. Thì tai nghe này cũng thuộc dạng là rất là nhỏ rồi, và nó có thiết kế kiểu dạng giống như một giọt nước như thế này. Chúng ta sẽ có một cái nút bấm rất là to ở đây, và đây có lẽ là cái đèn báo rất là nhỏ phía trên đó. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái nút tai nghe nhưng mà không phải bằng cao su, nút cứng dạng như của tai nghe thằng iPhone vậy đấy. Có thể nhìn kỹ hơn. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái mic thoại làm cũng khá là to, không biết là nó có thu âm tốt không, thì mình sẽ thử kết nối cho các bạn coi nhé. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục kết nối với chiếc điện thoại Zenfone này. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm một thiết bị mới, nhấp nó lên.
không biết nó đã bật chưa. À, khi mình giữ nguyên thì nó chớp tắt như này thì có lẽ là bây giờ mới bật được đấy. À, bây giờ mình sẽ tìm thiết bị mới. Ở đây nó sẽ hiện lên có dòng chữ đó là F530, có lẽ là cái tai nghe này luôn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chọn allow do contact encode, tức là cho kết nối. Sau khi kết nối thì các bạn đã thấy là nó không còn nhấp nháy nhiều màu nữa, mà nó chuyển sang là nhấp nháy màu xanh thôi. Bây giờ mình sẽ thử bật một đoạn nhạc nghe thử nhé. À, các bạn có thể thấy là cái tai nghe này nó khá là nhỏ nhắn, khi mà nhét vào trong tai thì nó vừa với cái bàn tay luôn, chứ nó không có ròi dài ra hay là bự ra. Nhưng mà cái kiểu dạng như thế này mình nhét vào cảm thấy rất là khó chịu, không biết là nhét không vừa hay sao đấy đó, hay là nhét như thế này cũng không rõ nữa. Nhưng mà khi mà mình nhét vào thì cảm giác như nó không có ôm vào tai lắm, không có chắc chắn, không biết là khi mình lắc thì nó có rớt hay không. Đó, như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ thử quay cái động tác rất là mạnh như thế này. Có vẻ thì nó vẫn có thể bám vào trong tai được. Âm thanh của con này thì phát ra cũng khá là yếu chứ không phải là mạnh. Có lẽ là do cái lượng pin của nó cũng không phải là lượng pin khủng, cũng như là cái âm thanh của nó cũng chỉ là để đàm thoại thôi chứ không phải là chuyên để nghe nhạc. Cho nên mình sẽ thử xem thử coi là nó cái mic thu của nó có ok không. Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8, các bạn có nghe thấy gì không ạ? Alo alo. À, mình đang ghi âm bằng con tai nghe Bluetooth. À, sau khi mình đã ghi âm lại cái đoạn này, bây giờ mình sẽ phát cho các bạn nghe. À, thì mặc dù mình nói tiếng cũng không to lắm nhưng mà cái chất lượng thu của nó cũng khá là ổn. Nói chung là đủ để cho có thể mình khi mình đàm thoại với bên kia thì có lẽ là vẫn nghe bình thường, ok không sao hết. À, nói chung thì với tầm giá khoảng 30.000, hình như lúc mình đặt con này chỉ chắc khoảng tầm 30 mấy ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Thì không biết là cái lượng pin của nó sẽ như thế nào, nhưng mà nói chung là như vậy là ổn rồi. Với tầm giá như thế là ok, mình đã có một chiếc tai nghe Bluetooth có thể đàm thoại, mình có thể vừa đi vừa gọi điện được. Nói chung là cũng như là mình có thể đàm thoại một cách rất là thoải mái. À, và đây là một chiếc mic ghi âm dành để hát karaoke. Mình không biết là nó sử dụng như thế nào nữa, nhưng mà ở đây thấy đóng gói rất là sơ sài, kẹp vào này thôi. Cái này nó rẻ bèo mà như tầm mấy ngàn ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có dùng sử dụng là 3.5, và nó sẽ chia thêm một cổng nữa, hình như cái này là để gắn tai nghe. Tiếc mình lại không có tai nghe, cái này mình để gắn nghe tai loa ngoài luôn. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mic khá là nhỏ nhắn xinh xắn ở đây, màu hồng luôn nhé, vậy đơn giản đâu, đúng là màu mình thích, màu rất là nam tính. Hình như cái này chỉ là một cái mic mà nó gắn lên cái lớp nhựa bên ngoài phóng to ra một chút. Phía đầu này chúng ta sẽ làm một cái dạng lưới, chúng dạng lưới và bằng kim loại cũng khá là cứng. Đây thì hình như là cũng bằng kim loại luôn, nhưng mà bằng kim loại nó sơn phủ bóng. Dây thì cũng được bọc dù, tuy hơi nhỏ nhưng mà vẫn được bọc dù rất là tốt. Đầu 3.5. Rồi bây giờ mình sẽ thử ghi âm bằng cái này nhé. May mà cái con Asus Zenfone này của mình nó chưa có mất đi cộng 3.5, nó không có sử dụng được luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ thử ghi âm một đoạn cho các bạn nghe bằng cái mic này nhé. Rồi sau khi ghi âm xong thì bây giờ mình sẽ phát lại cái này cho các bạn cùng nghe. Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo alo. Đây là mình phát qua bên loa ngoài của điện thoại nhé. Say do you. Alo alo. À, các bạn vừa đang nghe cái bản ghi âm của mình qua cái mic. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cái bản này. Đó, các bạn có thể thấy là cái tiếng thu âm của nó cũng khá rõ. Tuy nhiên nói chung thì nó cũng gần giống với những cái mic thu âm bình thường thôi. Cái điều là cái này nó làm thêm một cái màu mè để mình cầm mình ca hát, với lại nó có thêm một cái cổng chia như thế này thì mình vừa có thể thu âm mà mình vừa có thể nghe được, khá là hay. Nó dạng như là mình để dí vào mồm thì mình nói to hơn, rõ hơn và nó dễ dàng hơn. Nói chung thì cái này cũng khá là có ích với cái tầm giá tiền của nó cũng chỉ có mấy ngàn thôi, khá là rẻ luôn. Để cho các bạn giải trí thì cũng khá là tốt đấy. Nó cũng vừa với tầm tiền của mình.
Ok, bây giờ mình sang cái sản phẩm tiếp theo. Và đây, đây chính là cái sản phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay mình đặt mua. Thì đó sẽ là cái bộ đồ chơi cá mập. Bộ đồ chơi này thì cũng giống như là bộ đồ chơi của cá sấu á. Có các cái răng mình bấm, có thể các bạn đã nhìn thấy trên mạng rồi, khá là nhiều. Thì ở trong này chúng ta sẽ có một con cá mập. Nó được đặt ở trên một cái khay bằng giấy nha các bạn. Bằng giấy như thế này. Thì nhìn nó được dán vô luôn. Để mình xem nè. Dưới này nó sẽ có hai cái nút. Ra thôi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ có một con cá mập khá là to, bằng to hơn một cái bàn tay của mình một xíu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hàm răng như thế này. Đó. Khi các bạn mở lên nghe tiếng cạch thì tức là cái lò xo này được lên cót và nó sẽ giữ lại như thế này. Rồi chúng ta sẽ bấm cái hàm răng ở phía dưới, nếu như mà trúng cái hàm răng, trúng cái khớp của nó thì nó sẽ cắn lại. Thì đó là cái trò chơi của con cá mập hay là con cá sấu này. Chúng ta sẽ nhìn xung quanh thêm một chút. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chất liệu làm bằng nhựa nhám và nó làm cũng khá là đẹp. Đó. Ở đây sẽ có cái loa, có lẽ là sẽ có nhạc đấy, nếu mình gắn pin vào. Rồi, con cá mập này thì màu xanh. Ở sau này chúng ta sẽ có một cái lỗ để cho pin vào đây. Trong này nó có cả dây nhựa vẫn đang ở trong đây. Lưỡi của con cá mập. Ok, bây giờ mình sẽ lắp hai cái pin vào. Rồi, sau khi lắp pin vào thì mình vẫn chưa thấy có hiện tượng gì xảy ra. Thử bấm nha. Cái chức năng này nó sẽ kích hoạt khi mà mình bấm trúng cái răng. Đó, sẽ bấm hết. Ai chà. Vậy là khi trúng nó sẽ phát ra tiếng cười rất là man rợ. Đồng thời là led của hai mắt nó cũng sáng lên. Vậy là khi nào mà mình trúng thì nó mới phát ra led cũng như là có tiếng kêu thôi. Nghe cũng rất là vui tai. Nói chung là cái trò này nếu mà các bạn chơi cùng với bạn bè thì cũng khá là hay đấy. Mình thử lại nhé. Nếu như mà chơi thì ra đâm thôi. Đó. Đấy. Ok, một lúc thì nó sẽ tự ngắt chứ không có cái chế độ mà mình tắt ngay lập tức. Chù. Đó. Rất là hay. Con này cười có vẻ man rợ quá. Cái này mà để ban đêm thì chắc yếu tim chắc chết luôn quá. Rồi đây là mình đã review xong 5 món mà mình đặt trên Shopee mà giá của nó chỉ chưa đến 100.000. Thì các bạn thấy thú vị nhất ở món nào và có cần mình review hay là test những món hàng nào trên Shopee hay Lazada hay là Sendo, bất kỳ Tiki cũng được. Tuy nhiên thì đừng có giá cao quá nhé, tại vì hiện tại kinh phí của mình chưa cho phép mình test những cái con cao tiền quá. Đó. Còn nếu các bạn muốn mua những sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhớ bỏ lại một like và một sub để giúp mình có động lực làm thêm nhiều video nữa. Cảm ơn các bạn. Bye bye.